Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai cũng có những bài học hay đúc kết từ chút kinh nghiệm của bản thân sau khi trải qua thử thách, sóng bão của cuộc đời. Có những người số mệnh sung sướng, ít gặp thử thách. Bên cạnh đó, cũng có không ít người gặp xui xẻo triền miên, vận hạn xui xẻo ngập tràn. Tuy nhiên, nếu biết cách nắm lấy vận mệnh, hóa giải được vận hạn xấu, chắc chắn kết quả thu được sẽ khiến bạn phải bất ngờ. Theo các tử vi học phương Đông, có nói rằng thời điểm tháng 6 dương lịch tới đây, có 3 con giáp bị số phận thử thách bằng những khó khăn, gian nan, thách thức. Vậy làm sao để hóa giải, thay đổi vận mệnh và làm sao để biến hung thành cát? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ ông trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Dần. Theo tử vi tháng 6 dương lịch của tuổi Dần cho thấy rằng đây sẽ là một tháng khá vất vả, phải xoay sở nhiều bề với mệnh chủ tuổi Dần. Công việc của những chú hổ không được tiến triển theo chiều hướng như mong muốn. Điềm báo họa thị phi, tai ương có thể ập đến bất cứ lúc nào nếu bản mệnh không biết giữ mình. Mệnh chủ cần phải tránh xa chuyện bao đồng, làm gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng, có sự chuẩn bị chu đáo sẽ hạn chế được sai lầm. Nóng vội đưa ra quyết định sẽ khiến bản mệnh lĩnh hậu quả khôn lường. Bên cạnh đó, bản mệnh thường phải đối mặt và xử lý nhiều rắc rối. Khối lượng công việc nhiều lại có điểm tiểu nhân gây nhũng nhiễu, đủ thứ chuyện đổ dồn vào một lúc tạo ra không ít áp lực cho những chú hổ. Phải liên tục gánh vác trên vai trọng trách lớn, đòi hỏi bản mệnh phải luôn trong trạng thái gồng mình để làm việc, rất dễ bị stress hoặc cảm thấy nản lòng. Dù tuổi Dần đã cố gắng để kiểm soát mọi chuyện trong tầm tay của mình, nhưng vẫn khó tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót và sự cố bất ngờ xảy ra do năng lực có hạn. Có lúc tưởng chừng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng đến phút cuối cùng mới xảy ra vấn đề, lúc đó trở tay không kịp. Mệnh chủ tuổi Dần đừng lo sợ thất bại, ngã ở đâu, đứng dậy ở đó. Quan trọng là cách bản mệnh đối mặt và sửa chữa sai lầm của bản thân ra sao. Mọi chuyện vẫn có thể chuyển biến tích cực khi bản mệnh suy nghĩ thông thoáng và hành sự thận trọng. Tử vi còn cho thấy, nếu tuổi Dần đang mong chờ những khởi sắc trên đường tiền tài của mình, thì rất tiếc rằng tháng này chưa phải là lúc vận mệnh tìm đến với bản mệnh. Do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ công việc nhiều trục trặc, tài vận trong tháng của những chú hổ có dấu hiệu ngưng trệ. Con đường kiếm tiền, làm giàu gặp nhiều trở lực, nhưng nếu bản mệnh không kiên trì tới cùng mà bỏ cuộc giữa chừng, sẽ hoài công vô ích. Đặc biệt, tháng này tuổi Dần nên thận trọng với các giao dịch, việc ký kết giấy tờ, hợp đồng liên quan đến tiền bạc, có dấu hiệu phá tài rõ rệt, tỉnh táo khi giao dịch kẻo bị lừa đảo hoặc làm ăn thất thu. Việc đầu tư kinh doanh không thể cứ nóng vội là sẽ sinh lời, bản mệnh cần phải tính toán đi theo chiều hướng dài hạn, chậm nhưng chắc. Sức khỏe của tuổi Dần trong tháng này cũng không được tốt. Ngoài ảnh hưởng bất lợi của thời tiết dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, sẽ bị nóng trong thì bản mệnh còn căng thẳng về tinh thần do áp lực nhiều bề. Chính vì thế mà bản mệnh có thể bị đau đầu, mất ngủ, từ đó sẽ mắc các bệnh vặt. Bản mệnh nên thư giãn tinh thần, chú ý nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, tránh suy nghĩ quá nhiều về những chuyện chưa xảy ra.
hãy tận hưởng niềm vui hiện tại để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi. Mệnh chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ Thiên, Địa, Nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng có giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Dần tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, tuổi Tỵ. Tháng này mệnh chủ tuổi Tỵ phải đương đầu với nhiều khó khăn, vận khí tháng mới khá yếu ớt, ám tàng, nhiều hung hiểm. Hy vọng đột phá, giành lấy thành công của những chú rắn rất mong manh. Thậm chí, công việc dễ trục trặc ở phút cuối cùng khiến mệnh chủ tốn nhiều công sức và thời gian để sửa sai, khắc phục hậu quả. Tiến độ công việc có thể bị ngừng trệ do vấp phải những khó khăn mang tính khách quan. Dù năng lực làm việc của mệnh chủ ngày càng được hoàn thiện, nhưng khối lượng việc nhiều, đối thủ cạnh tranh lớn mạnh, công việc luôn trong tình trạng căng thẳng, áp lực, khó mà đạt được bước tiến đột phá. Rất có thể bản mệnh sẽ phải chạy đôn đáo, lo liệu công việc mà chưa chắc đã thu về kết quả xứng đáng. Do đó, bản mệnh nên tính hơn là động để chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Hơn nữa, hung hiểm rình rập, bản mệnh cần đề phòng kẻ tiểu nhân quấy phá, gây thị phi, nghiêm trọng, còn dính dáng tới pháp luật. Người này không ở đâu xa mà có thể ở ngay cạnh bản mệnh, hết sức thận trọng. Những trở ngại gặp phải ở thời điểm này như đang thử thách giới hạn và năng lực của bản mệnh. Vì thế, làm gì cũng không được chủ quan. Mọi thứ cần được tiến hành có trình tự mới đảm bảo được kết quả tốt. Chớ nên khinh suất, lấy ổn định làm trọng để chờ thời cơ tốt. Học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, chuyên môn hoặc mở rộng kiến thức sang chuyên ngành khác là điều mà bản mệnh nên làm trong giai đoạn này. Một khi đã có nền tảng vững chắc, sự chuẩn bị chu đáo sẽ chẳng còn phải lo sợ trước bất cứ cơn sóng dữ nào. Con đường bản mệnh đi sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều, vì thế mà thành công cũng nhanh tới. May mắn đường tài lộc của mệnh chủ tuổi Tỵ trong tháng mới lại trái ngược với những khó khăn trong công việc. Mệnh chủ tuổi Tỵ vẫn có niềm an ủi không nhỏ đến từ đường tài lộc khi được chính tài trợ mệnh. Những mệnh chủ đang làm kinh doanh, buôn bán khá may mắn về một số hạng mục kinh doanh, đầu tư. Nếu khéo léo tận dụng tiềm lực sẵn có, phân thu lợi nhuận tốt, ban đầu tưởng chừng mọi thứ là không thể, nhưng cứ mạnh dạn tiến hành, kết quả thu về thực sự bất ngờ. Có điều, bản mệnh nên dừng lại ở một số hạng mục đầu tư an toàn, càng mạo hiểm càng rủi ro cao. Ngoài ra, thận trọng trong các mối quan hệ xã giao, tránh bị lợi dụng làm việc phi pháp hoặc bị tiểu nhân lừa đảo, chiếm đoạt. Ngoài ra, bước sang tháng mới, phương diện sức khỏe của mệnh chủ tuổi Tỵ không được chủ quan. Công việc nhiều sóng gió trong tháng có thể khiến tâm trạng bản mệnh bất ổn, ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Áp lực lớn cũng ảnh hưởng đến chất lượng và giấc ngủ bữa ăn hàng ngày. Bản mệnh liên tục có cảm giác chán ăn, có thể bị sụt cân nhiều. Chính vì vậy, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không như vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tỵ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, tuổi Mùi. Xem tử vi tháng 6 dương lịch của 12 con giáp cho thấy rằng mệnh chủ tuổi Mùi có thể sẽ khá vất vả để giữ cho mọi chuyện trong tầm kiểm soát của mình. Dù vẫn có các tinh nâng đỡ nhưng tiến triển chưa thực sự rõ ràng.
tháng này vận khí đi vào giai đoạn trì trệ, quẩn quanh ở phạm vi hẹp. Dù nhìn chung mọi thứ vẫn giữ ở mức ổn định, nhưng chưa có bước đột phá nào đáng kể. Thành công có được chưa thực sự khiến bản mệnh hài lòng. Cảm giác bức bối, muốn làm nhiều thứ hơn nhưng bất lực. Tuy công việc của những chú dê tiến hành thuận lợi, nhưng tiếc là chỉ ở mức độ tạm được. Điều này không khỏi khiến tuổi mùi cảm thấy mệt mỏi. Đôi lúc có suy nghĩ buông tay khi cứ cố gắng ngày này qua ngày khác mà không nhìn thấy tia hy vọng khả quan. Song nếu lúc này bản mệnh bỏ cuộc, mọi công sức trước đó sẽ trở thành mây khói. Bản mệnh cần phải nỗ lực nhiều hơn và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Không ngừng tích lũy, học hỏi để mở rộng đầu óc, hay cứ kiên trì nỗ lực tới cùng thì vẫn có cơ hội để xoay chuyển tình thế, lội ngược dòng thành công. Chớ coi thường những thành tựu nho nhỏ hôm nay, bởi tích tiểu thành đại, sớm muộn gì cũng sẽ gặt hái những trái ngọt rực rỡ hơn. Tháng này cũng chưa phải là thời điểm thích hợp để tiến hành những việc trọng đại. Càng nóng vội sẽ càng dễ hỏng việc. Tình hình tài chính của mệnh chủ tuổi mùi trong tháng này cũng hầu như không có biến động lớn. Nguồn thu không có nhiều, tiền bạc chủ yếu có được vẫn phải dựa vào thu nhập từ công việc chính. Tháng này không có lợi cho việc làm ăn hay kinh doanh ở quy mô lớn, nhất là những việc liên quan đến tiền bạc, vay mượn, thế chấp lại càng phải cẩn trọng. Tiến hành bất cứ đầu tư nào cũng cần tìm hiểu kỹ càng, tránh bị lừa gạt. Mức độ rủi ro lúc này khá cao, bản mệnh chớ nên mạo hiểm, kẻo xôi hỏng bỏng không. Bản mệnh chỉ cần tiếp tục công việc, dự án hiện tại thì tiền bạc cũng đủ sung sỉnh, chớ liều lĩnh. Nhìn chung trong tháng này, những mệnh chủ làm công ăn lương sẽ được lợi hơn là hành nghề tự do. Hãy cứ xông xáo, đảm nhiệm nhiều trọng trách, đến lúc phù hợp tài lộc sẽ tự nhiên đầy túi. Ngược lại, nhìn thấy khó khăn mà thối chí thì mãi nghèo đói, chẳng thể nổi bật, ngóc đầu lên được. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên tìm cách tiết kiệm chi tiêu, hạn chế mua sắm những thứ không cần thiết, thay vì cứ tiêu tiền tùy theo ý thích. Nên suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai, đừng để suy nghĩ phải tận hưởng cuộc sống hiện tại, khiến cho mình lâm vào khó khăn trong những ngày sắp tới. Đặc biệt trong thời gian này, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi mùi hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt, vật phẩm đã được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh. Để đừng bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.